Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của series Nhân Trường Sống. Mở đầu cho ngày hôm nay sẽ là câu chuyện của bạn có Facebook là Thanh Kha, chia sẻ vào tháng 2 năm 2024. Đây là câu chuyện về cậu ruột của mình. Cậu mất cũng đã hơn 10 năm. Cái chết của cậu rất là bí hiểm. Cậu mình mất do đột tử, nhưng sâu xa trong câu chuyện có nhiều chi tiết khá quỷ dị. Lúc cậu mình mất, mình còn rất nhỏ nên chỉ dự đám tang. Sau này mình lớn thì mới được kể lại câu chuyện. Cậu mình sinh năm 1972. Khoảng thời gian trước khi cậu mất thì cậu làm lơ xe cho một xe khách chạy đường dài. Thời đó thường có những nhà trọ cho lơ xe ngủ nghỉ qua đêm để hôm sau chạy tuyến khác. Đúng hôm xe dừng ở Huế, cậu mình và tài xế thuê một phòng trọ để nghỉ tạm. Đúng hơn là phòng trọ đó nằm trong một căn nhà nguyên căn, cũng thường được các tài xế thuê ngủ tạm qua đêm. Nhưng hôm đó xe hỏng hóc và gặp sự cố gì đó mà cậu mình phải ở lại đó tới tận 3 đêm. Đêm đầu cậu mình có gọi về cho bà ngoại mình, bảo là: "Má ơi, Kiều con, có ai đó bóp cổ con sợ quá." Ngoại mình lúc đấy thì cũng lớn tuổi rồi, nghe cậu mình nói như vậy lại tưởng là cậu mình đùa. Thế là ngoại mình mới tắt máy. Bởi vì thường ngày cậu mình tính tình hài hước, cũng hay vui vẻ đùa giỡn với mọi người trong nhà. Đến hôm sau cậu mình vẫn gọi về bảo là: "Con sợ quá má ơi, con không ăn được ngủ được. Cứ lúc con ngủ là nó cứ đè con ra mà bóp cổ." Ngoại mình nghe vậy cũng hơi hoảng, nhưng giờ cũng không biết làm sao cả. Chỗ đó thì chỉ thuê ở tạm, nên cũng nghĩ là rời đi chắc sẽ không sao. Đến hôm thứ ba, cả nhà mình nhận được hung tin là cậu đã qua đời trong lúc ngủ. Người phát hiện đầu tiên là chú tài xế. Chú kể là sáng đó không thấy cậu mình dậy, lên gác trọ kêu thì thấy cậu nằm bất động rồi, quạt lúc đó vẫn bật. Vì ngoại mình và mọi người trong nhà thì ở Đà Nẵng, cậu mình thì ở Huế, nên khi nhận được tin, một người cậu ruột khác tên là Hiếu, cũng là người kể lại cho mình toàn bộ câu chuyện, mới lập tức bắt xe ra Huế để xem tình hình như thế nào. Đến nơi, công an đã có mặt phong tỏa hiện trường. Cậu Hiếu thì là ruột thịt nên được tiếp cận thi thể. Phía công an có hỏi cậu Hiếu là có cần khám nghiệm tử thi hay không, vì trên cổ có vết bầm, nghi ngờ có nguyên nhân khác ngoài đột tử. Cậu Hiếu mình mới bảo là đột tử sao lại có vết bầm như thế được. Cậu Hiếu mới chạy vào xem thi thể, thì cậu Hiếu kể là cả cuộc đời cậu không biết sợ ma sợ quỷ gì cả, cũng chả tin vào những thứ đó. Nhưng khi bước vào thì cậu bị ớn lạnh, rùng mình khi nhìn thấy cái cảnh đấy. Lúc đó cậu Hiếu cũng khá hoảng, vì phát hiện trên thi thể của cậu mình từ cổ đến mang tai có vết bầm tím đen, rất giống với vết bóp cổ. Thế nên công an mới hỏi là cô muốn khám nghiệm tử thi hay không. Cậu Hiếu quyết định là không khám tử thi và dẫn đưa thi thể về Đà Nẵng để an táng. Sau này khi nhà mình chôn cất cậu xong, mọi người mới đi tìm hiểu, đó là hỏi chính chủ nhà thuê đó, và biết được căn nhà đó ngày trước có một cô gái đã tự tử. Cô gái ấy cùng với một chàng trai đã nguyện tự tử cùng nhau vì gia đình ngăn cấm. Cả hai đã nghĩ cách là cô gái sẽ treo cổ, chàng trai sẽ uống thuốc sâu. Nhưng khi cô gái treo cổ trước thì chàng trai đã hoảng sợ và bỏ chạy. Chú tài xế cũng nói là đêm đó ngạc nhiên vì cậu mình bình thường ăn 2 tô cơm, vì cậu mình bình thường to con, cao 1m8, mà hôm đấy lại ăn chỉ có một chén rồi vội đi ngủ. Tinh khí thì cũng sợ sệt điều gì đó. Chuyện xảy ra thì cũng đã khá lâu, mình cũng không trách cô gái kia, vì có thể sâu xa trong tiền kiếp cậu mình đã tạo nghiệp gì đó mới khiến cho cô ấy tương tác được như vậy. Vì nếu ai cô gái cũng bóp cổ kiểu đó thì chú tài xế cũng đã bị rồi. Căn nhà đó người ta thuê ra vào cũng liên tục, mà sao không ai bị, đến lượt cậu mình thì lại bị. Cách cô ấy chết là do duyên cô ấy chọn, không phải là nghiệp. Nhưng cậu mình để mà bị tương tác nặng đến thế, khả năng tiền kiếp cũng có tạo nghiệp liên quan đến sinh tử. Cũng có người hỏi
là tại sao công an lại không điều tra cái người tài xế đi cùng với cậu, thì mình xin trả lời như thế này. Đó là chú ấy là người phát hiện đầu tiên, xong rồi báo công an, nên tất nhiên là họ có lấy lời khai của chú. Và khi họ khám nghiệm sơ bộ tử thi thì không tìm thấy dấu hiệu của việc bị tác động vật lý, chỉ có vết tím bầm từ cổ đến mang tai. Ở vùng da trên cổ cũng không có xước hay có vết gì cả, mà đây là vết tím bầm từ bên trong. Trong khi cậu mình thì cũng to khỏe, cao hơn 1m8 và rất đồ con, nên việc ai đó tác động đến mức ngộp thở thì cũng khó. Lúc mất, ông ấy vẫn đang nằm trong màn, quạt vẫn bật và chết trong tư thế đang ngủ. Một câu chuyện khác thì xảy ra cách đây 6 năm. Khi đấy mình ở Đà Nẵng, trong một lần đi tìm mộ thai nhi cùng với một người anh. Mục đích lúc đó là để tìm về chôn cất cho tử tế thôi. Hai anh em vô tình gặp phải một mộ người, nhưng nhìn rất hoang sơ, kiểu như xây cho có. Khu vực đó thì gần với biển, và chỗ mình gọi là bãi tắm Xuân Thiều. Có dãy một rừng thông trên đó, và ngôi mộ đó nằm sâu trong lùm cây. Nó được xây theo kiểu chôn xuống cát xong, phía trên xếp gạch ống xung quanh, tạo thành hình cái vòm. Lúc đấy trời cũng đã gần 6 giờ tối, nên khi phát hiện, mình và anh kia chỉ vội thắp nén hương rồi rời đi. Đêm hôm đó về thì mình bị bóng đè, nhưng lần này rất nhẹ. Mình chỉ bị ù tai và vẫn có thể nghe nhìn được xung quanh. Xong rồi mình cảm nhận có một luồng khí đen kéo đến, bao trùm lấy cả căn phòng. Và trong tâm thức mình nhìn thấy khí đen dày đặc, có một cái bóng khá cao và to đứng ngay sau lưng mình. Mình ngủ quay mặt vào tường, nhưng trong trạng thái bóng đè, mình vẫn cảm nhận được. Rồi có một giọng nói vọng bên tai, là giọng nữ khá trầm, nên mình nghĩ người này cũng lớn tuổi. Nghe trong tiềm thức nên mình không nhớ rõ, chỉ nhớ là người này trình bày khá nhiều, bảo là xin hãy quay lại giúp đỡ, còn xưng cả họ tên và ngày tháng năm sinh. Mình cũng ngập ừ cho có, vì cũng không biết phải đối đáp như thế nào. Sáng hôm sau, mình tỉnh dậy và cố ngồi nhớ lại những lời cô ấy nói, mà chỉ nhớ được mỗi hai từ đệ và nhị. Năm sinh thì mình không nhớ rõ, chỉ khoảng năm bảy mấy. Mà biết mỗi vậy thì thật sự là quá ít thông tin để có thể tìm đến và giúp được. Vài ngày sau đó, mình và anh kia lại lên khu vực chỗ Xuân Thiều để tìm mộ thai nhi, vì chỗ đó người ta phá thai rồi chôn lén ở dưới các gốc cây thông khá là nhiều. Hôm đấy có thêm một anh cứu hộ canh ở chỗ gần đó. Vẫn không biết là ngẫu nhiên hay là do có ai đó sắp đặt mà ba người tụi mình lại đi gặp đúng lại cái mộ hôm bữa. Anh kia có đem theo sẵn nước lọc và hoa cúc, nên tiện tụi mình dọn lại sơ cái mộ và thắp hương. Lúc này mình mới để ý bia mộ là một viên gạch ống được đặt ở phía đầu mộ, nhưng nó đang bị úp xuống mặt đất. Mình cầm lật lên thì ôi thôi, giật bắn mình vì dòng chữ ở bên trên viên gạch. Trên đấy có ghi: bà đệ nhị họ Lê. Nó chứa đựng hai chữ đệ và nhị mà mình nhớ được trong giấc mộng. Mình ngồi sững sờ, không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Mình quay sang hỏi anh cứu hộ về cái nguồn gốc của ngôi mộ, thì anh ấy nói mộ này chôn một người phụ nữ tự tử cách đây khá lâu. Anh ấy còn bảo chính anh ấy là người đỡ xác xuống, và sau đó bên phường có nhờ thầy chùa đến tụng kinh chôn tại đó luôn. Mình thì thuộc dạng cứng vía, mà lúc đó chân run đứng không nổi, vì thực chiến lần đầu gặp trường hợp người âm nhờ giúp đỡ kiểu như thế này. Sau đó mình cũng tiễn vị này đi một đoạn về nơi cần phải về. Và đây cũng là người âm hiền nhất mà mình từng gặp. Tiếp tục là câu chuyện của một bạn có nick Facebook là Nguyễn Kim Ngân, chia sẻ lại vào tháng 5 năm 2024. Mình thì gặp ma được vài lần. Lần bất ngờ nhất là cách đây hơn 10 năm. Mình đi làm ở chỗ bán đồ thể thao, đan vợt này nọ. Cửa hàng có tận 4 tầng. Làm được hơn 1 năm thì mình được chuyển lên kho nằm ở trên tầng 3 để lấy hàng, ghi bảo hành vợt. Bữa đó thì mình lên kho một mình, ngồi quay lưng ra phía cầu thang ghi bảo hành, thì tự dưng có cảm giác có người đứng ngay ở chỗ bậc nghỉ cầu thang, cứ lấp ló thụt ra thụt vào giống như đang giỡn với mình. Chuyện này làm cho mình bị phân tâm, cứ ngoái lại nhìn.
nhìn xuống thì chẳng có ai. Cứ liên tục như vậy nên mình đành đổi hướng, quay hẳn ra phía đó để tiếp tục làm việc. Vừa quay sang, lúc đấy tự dưng sấm chớp, trời chuyển mưa tối om. Mình đảo mắt lên hướng sân thượng. Vừa nhìn lên bậc nghỉ để lên sân thượng thì tự dưng sấm chớp lóe lên. Mình thấy có một người đàn ông mặc áo măng tô dài, sơ mi quần tây hiện ra. Mình chỉ giật mình chớp mắt thì người đàn ông đó biến mất trước mắt mình. Mình dọn đồ đạc lại rồi đi xuống dưới phòng tiếp khách. Đi đến cái chỗ chị làm kho mới hỏi nhỏ bà ấy một câu: "Chị này, bữa giờ chị làm trên đó có thấy cái gì không?" Bà ấy quay sang nhìn mình chân chân rồi trả lời: "Không." "Này, mày thấy gì à? Thôi mày cũng đừng nói, tao sợ lắm." Sau lần đó, mình vẫn lên đó làm bình thường. Vài tháng sau có việc gia đình nên mình xin nghỉ. Ông cậu mình lúc trước có quen biết với ông chủ của cửa hàng nên mình có hỏi thử: "Cậu ơi, ở chỗ cửa hàng đó lúc trước có người chết không hả cậu?" Cậu mình lúc đó quay qua nhìn mình dò xét rồi mới nói: "Sao mà con biết? Lúc trước khi nhà đó cho thuê là từng có người đàn ông treo cổ." Thế rồi mình kể cho ông cậu mình nghe, và ông ấy nói là mày thấy đã đúng rồi. Một lần khác là xảy ra ở chính ngôi nhà của mình. Đây là ngôi nhà cũ nằm ở quận 10. Năm đó là mình 16 tuổi. Bữa đó vừa học gia sư xong là mới 7 giờ tối. Thường thì học xong mình sẽ xếp ghế của gia sư dựa vào bàn học. Hôm đó lười nên để nguyên sát bên. Mình ở nhà thì một mình cũng quen. Phòng thì nằm ở cuối nhà sau bếp, sau cả nhà tắm và sàn nước. Đang ngồi chat Yahoo thì tự dưng nghe thấy có tiếng rớt đồ ở trên phòng khách. Nghĩ là mèo nên cũng không quan tâm lắm. Lúc sau, tiếng động gần hơn nữa. Theo phản xạ, mình mới quay ra cửa, nhìn ở cửa sổ kế bên xem có cái gì ở đó hay không. Vừa lúc đó, tự dưng cảm nhận được tóc gáy dựng hết cả lên, da gà cũng nổi lên. Có luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Và bất giác mình nhìn sang bên cạnh, thấy có một cô mặc nguyên bộ đồ đầm dài qua gối màu trắng, tóc uốn ngang vai, đầu cúi gằm xuống nên không nhìn thấy mặt. Hai tay thì để ngay ngắn trên đùi và không có bàn chân. Tự dưng lúc đó người mình cứng ngắc lại, một tay cầm chuột máy tính, một tay mình nắm lại. Lúc đó muốn mở miệng hỏi cô là ai, sao lại vào được nhà con, nhưng lúc đó miệng cứng ngắc không thể nào mở được. Trong tiềm thức mình vẫn hỏi câu đó. Rồi bỗng dưng cảm giác tóc gáy dựng hết cả lên, có luồng điện chạy dọc theo sống lưng trở lại, và cô đó biến mất ngay trước mắt mình. Cảm giác lúc đó vô cùng hoang mang, ngỡ ngàng, bối rối là bởi mình không biết mình vừa gặp phải cái gì. Người ta theo mình tận 3 ngày. Mỗi lần ngồi học ngay chỗ cửa sổ là lúc đó da gà nổi lên. Mình đi chỗ khác thì trở lại bình thường. Chiều hôm sau đó, mình đứng thắp nhang cho ba mình, thì lúc đó mẹ mình tắt âm lượng tivi, phòng hoàn toàn im lặng. Tự dưng bên tai nghe thấy có tiếng người phụ nữ nói, chỉ là nghe không rõ. Mình mới quay ngoắt lại hỏi mẹ: "Mẹ mới nói gì con à mẹ?" Mẹ mình mới bảo: "Mày khùng à, thấy thắp nhang nên im lặng, có nói gì đâu." Thế rồi tối đó mình lại mơ lại cái cảnh y chang như lúc chiều. Vẫn là giọng người phụ nữ đó, nhưng nghe rõ được một một, là cầu cho các linh hồn. Mình kể lại cho mẹ mình nghe thì mẹ mình đi nhà thờ xin lễ cho người ta. Ngày cuối người ta theo mình, đang ngồi xem tivi, tự dưng trước mắt đen thui chỉ trong tích tắc rồi sáng trở lại. Và đến giờ mình cũng không hiểu là tại sao lúc đó mình bị như vậy. Một câu chuyện khác do một bạn có nick Facebook là Trần Khánh Linh chia sẻ vào năm 2018 về một câu chuyện tâm linh liên quan đến bức tượng Quan Âm ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Đây là câu chuyện mà mình được nghe chính nhân vật chính kể lại. Anh ấy thì là một người chuyên làm các công việc sơn tượng
ở tất cả các chùa, với sự thiện nguyện của bản thân và một số mạnh thường quân. Anh ấy có một tâm huyết là sẽ đi tất cả các chùa và sơn lại các bức tượng Phật. Vào một ngày đầu tháng 9 năm 2017, tình cờ anh có việc đi ngang qua một ngôi chùa nhỏ trong một xóm phần lớn là đồng bào dân tộc Chăm sinh sống. Bước vào ngôi chùa có phần vắng lặng, anh nhìn thấy ngay giữa sân chùa là một bức tượng Quan Âm. Điều đáng nói là bức tượng này đã rất cũ kỹ và ngả màu, dường như đã bị quên lãng. Đặc biệt là khuôn mặt của bức tượng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Khi anh còn đang đứng ngắm nghía phía trước bức tượng thì có một người phụ nữ đi ngang qua, thấy anh thì bước vào coi và nói nhỏ với anh rằng bà là người dân sinh sống ở gần đây, nhưng cả xóm này rất ít người dám thắp nhang trước bức tượng này. Bà ta còn quả quyết rằng rất nhiều người sau khi đi chùa này về đều đổ bệnh như mệt mỏi, cáu gắt, đau cơ thể, và từ đó ngôi chùa này càng ngày càng ít Phật tử lui tới. Nhưng với tâm huyết trong nghề, lại là một người trong lòng thờ kính Phật, anh quyết định tạo hình lại khuôn mặt và sơn lại bức tượng cho chùa. Anh có bước vào xin phép thầy trụ trì. Ban đầu thầy có vẻ ái ngại, chần chừ, nhưng anh thuyết phục thầy cho phép anh cúng dường cho chùa bằng cách sơn bức tượng, vì anh đã có sẵn sơn và thạch cao, giờ chỉ việc bắt tay vào làm. Được thầy đồng ý, anh lập tức bắt tay ngay vào công việc. Đầu tiên, anh đắp thạch cao cho toàn bộ khuôn mặt, tạo hình lại đôi mắt, mũi, miệng. Sau khoảng 60 phút, công việc có vẻ tạm ổn. Anh bước xuống và hài lòng với khuôn mặt mới. Anh quay vào uống nước trà, và sau khoảng 5 phút, anh bước ra, tính làm tiếp với cái công đoạn phun sơn, thì sững sờ khi nhìn vào khuôn mặt bức tượng. Mới chỉ vài phút trước, anh hài lòng bao nhiêu thì giờ kinh hãi bấy nhiêu. Mặc dù chính tay anh điêu khắc, khuôn mặt đã quay trở về vị trí ban đầu như lúc anh chưa vẽ lại. Hai mắt bức tượng xếch lên, kéo dài ra hai bên, một bên mắt nhắm và một bên mắt mở. Môi anh vẽ hình trái tim thì giờ chảy xệ xuống và cũng kéo sang hai bên. Tất cả tạo nên một nét mặt hùng dữ, kỳ bí. Là người đã có kinh nghiệm trên 20 năm, anh khẳng định đây là lần đầu tiên và không thể nào do thạch cao của anh bị hư được. Anh thắp nhang trước bức tượng và khấn xin cho phép anh được nhanh chóng làm và hoàn thiện công việc. Anh thợ mới lại tỉ mỉ làm lại lần nữa. Lần thứ hai này, công việc của anh kéo dài miết từ 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều là hoàn thiện. Anh thu dọn đồ nghề và chào thầy, hẹn sáng mai anh quay lại để sơn. Sáng hôm sau y hẹn, anh đến và tính tiếp tục công việc. Nhưng khi bước vào và nhìn thấy bức tượng, anh không khỏi kinh hãi. Lần này, khuôn mặt bức tượng lại trở về với trạng thái ban đầu, và còn có phần hung dữ hơn rất nhiều. Hai mắt kéo lên, miệng của bức tượng nhô ra, dài và nhọn như mỏ chim. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thoáng thấy thầy trụ trì đang nhìn anh. Ánh mắt thầy khiến cho anh cảm giác như thầy biết trước được sự việc xảy ra. Anh thở bước lại gần thầy. Lần này chạm mặt thầy, anh có cảm giác rất lạ, cảm giác giống như chạm phải điện. Là người có học theo Phật Pháp, cộng thêm với không khí kỳ bí của ngôi chùa, anh đoán rằng xung quanh đây vong linh quá nhiều. Vong linh tốt xấu đủ cả. Bức tượng thoạt đầu nhìn là hình dáng của Quan Âm, nhưng cốt bên trong không còn ngài ngự. Thầy trụ trì nhìn anh và nói nếu không làm được thì cũng không sao. Nhưng anh thợ lại ương bướng, quyết làm lại lần thứ ba. Có điều lần này anh không bắt tay vào công việc được ngay. Anh rơi vào trạng thái lơ mơ khoảng vài phút và bỗng nhiên cảm thấy mình không biết cần làm gì. Hộp đồ nghề ngay bên cạnh, nhưng anh loay hoay một hồi mới nhớ ra mình cần phải làm gì trước. Sau đó anh lại tỉ mỉ trang trí khuôn mặt cho bức tượng. Anh vẽ lại mắt, riêng miệng thì anh cạo hết phần thạch cao, không hiểu sao nhô lên một cục nhọn hoắt, rồi vẽ lại. Làm đến trưa thì công việc xong. Lần thứ ba nhìn lại, anh rất hài lòng với khuôn mặt của Quan Âm. Anh cẩn thận kiểm tra từng đường nét, từng phần đắp thạch cao cho chắc chắn, không để tình trạng thạch cao chảy ra như hai lần trước. Anh nghỉ tay ăn cơm, nhưng khi quay lại bức tượng, một lần nữa khiến anh giật mình kinh hãi.
Toàn thân anh run lên và không thể kiềm chế được cái giây phút hoảng hốt khi nhìn lại. Khuôn mặt bức tượng lần thứ ba lại quay trở lại hình dáng ngay lúc bắt đầu mà anh chưa điều khắc. Vẫn một mắt nhắm một mắt mở, hai mắt kéo xích lên phía trên lông mày, miệng kéo sang hai bên khiến cho miệng rộng ra không cân đối. Tóm lại, mặc dù anh đã bỏ công 3 lần trong khoảng thời gian không ngắn, nhưng khuôn mặt của bức tượng Quan Âm vẫn không hề khác so với khi anh chưa đến. Vẫn cái vẻ kỳ bí hiện hữu trên khuôn mặt, một chút ma mị khiến cho ai dù thần kinh thép cũng không khỏi hoảng hốt. Lần này anh thắp nhang và khấn rằng: trước sau thì giờ vậy, anh chỉ sơn lại bức tượng cho mới, không chỉnh sửa gì thêm. Lần này công việc thuận lợi hơn và nhanh chóng hoàn thiện. Xong xuôi, anh thở thiệt tình, không còn dám nán lại ở thêm chùa. Anh chào thầy và về luôn. Từ đó đã được vài tháng trôi qua, nhưng chưa một lần anh dám quay lại ngôi chùa đó. Chùa này thì nằm ở Hòa Đa, Bắc Bình. Chùa có tên là chùa Trơn Thành. Câu chuyện khác do một bạn có nick Facebook là Hoài Nguyễn chia sẻ vào ngày 16 tháng 5 năm 2024. Tôi tình cờ có lướt TikTok nhìn thấy một bài đăng về một đồng thầy bị cậu lệch ốp ngay trong lúc đang thay đồ hầu cậu. Xem 95% bình luận chửi rủa là ngáo đá hoặc là diễn hoặc tâm thần. Tôi thì là người làm công ăn lương, nhưng cũng từng làm chủ, không phải thuộc hệ dễ bị lừa đảo, nên nhân đây cũng kể lại sự linh nghiệm của cậu lệch suối mỡ Bắc Giang. Mong mọi người chưa biết đến đạo mẫu đừng tiếp tục gièm pha đối với những người có căn đồng xù lính. Thực sự không thể diễn nếu như đã bị chấm bắt đồng. Tôi tránh đi đúng tiệc suối mỡ nên chọn đi vào ngày Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 vừa rồi. Vì là khu du lịch tâm linh nên cuối tuần rất đông, trời khá râm mát, dân họ tập trung về tắm suối ở thác Thùm Thùm ngay qua cửa cậu. Đường vào là con đường xuyên núi với duy nhất một làn xe. Thêm nữa, dân họ bán hàng ven lối đi nên nhiều đoạn khá là tắc. Tôi cũng chỉ chuẩn bị lễ dâng tại đền hạ để trình với cả đền trần, còn đền thượng chỉ đặt giọt dầu bỏ qua đền trung vì đoạn ngang dốc núi hẹp, sợ đậu xe gây ách tắc. Lễ xong, từ đền hạ xe di chuyển lên núi. Lúc gần đền trung cũng khá thuận, không hề bị tắc. Vừa ngang lối xuống đền trung, tôi bảo với lái xe là đi thẳng. Không ngờ xe vừa từ lối rẽ hướng lên dốc thì đứng khựng lại vì có xe khách to ngược chiều nháy đèn liên tục xin xuống trước. Sau đó là một hàng dài. Lúc đó bắt buộc xe phải lùi lại vào khoảng trống giữa hai chiếc xe đang đậu sát lề ven núi, đoạn đối diện với dốc xuống đền, để xe mình lùi vào vừa khít. Lúc đó trong đầu tôi hình tượng là cậu cười và chợt vỡ ra. Tôi bảo với đoàn và lái xe: cậu bắt lễ cha mẹ tại đền trung rồi, không bỏ qua được vì đang là tháng tiệc, để tôi xuống lễ không khó mà đi được. Đợi đường thông, mọi người di chuyển xe lên phía trên tránh gây tắc đường, lát tôi lễ xong sẽ tự đi bộ lên. Xuống đến nơi, đền khá là đông. Tôi lách vào một góc gần cung cầm, đặt giọt dầu và quỳ lại. Lập tức bị ốp, không thể nào mở được mắt, tay ra ấn hành lễ. Người xung quanh dồn hết ánh mắt vào nhìn tôi quan ngại. Có người còn bảo ai đó kêu nhờ thầy khấn xin hộ, may ra mới hết. Lúc đấy tôi xấu hổ thực sự. Tôi biết là bề trên về tỏa bóng thôi, vì rất lâu rồi tôi không hầu đồng nên phải đến để họ ngự sẽ không bị quả trách. Ai không hiểu thì có thể tham khảo ở những câu chuyện trước đây, chứ đừng vội ném đá. Sau khoảng tầm 5 phút tự kêu khấn thì đứng được. Tôi đứng dậy, vội giả bước nhanh lên dốc, chạy tìm xe. Cũng là lúc xe mới đánh đầu ra khỏi cái chỗ đỗ, mọi người ồ lên bảo vừa lúc hết tắc, rõ là kỳ lạ. Con đường lên lễ đền thượng và đền trần khá là đông, nhưng không phải dừng lại tránh đường một khúc nào, chỉ là di chuyển chậm lên. Đoạn đường lối ra cầu sang đền trần khá đông xe, bãi xe không còn chỗ. Vừa lúc xe tôi đến thì có một xe khác bắt đầu khởi động rời đi. Cả đoàn lại một dịp hô
rõ là mày. Sang đền Trần, sau khi bày và đặt mâm lễ tại ban thờ Đức Trần Triều, tôi khấn lễ bình thường, không thấy hiện tượng bị ốp. Kêu khấn cho đoàn xong, tôi đứng dậy di chuyển sang gian thờ cậu. Vừa vào đến cửa, người ngồi đông nghịt, thấy các đồng thầy đang thi nhau kêu khấn và gieo đồng xu xin trừng lễ cho đoàn của họ. Tự dưng tay tôi bị điều khiển, tiếp đó là chân, sau đó là miệng méo lệch sang bên phải mà không thể nào đưa miệng về bình thường. Tôi cảm nhận được như có người thổi phù với bên trái, kéo miệng đẩy về bên phải rất là rõ. Người đi lễ thấy hình tượng cậu đang ra ấn hành lễ thì kéo nhau ngồi tránh dạt sang hai bên để cậu di chuyển bằng mông lên phía trước. Cậu ngồi bắt chân bập bênh, nhảy nhấc người bằng mông nhẹ bẫng. Ba vị đồng thầy ngồi chắn trước mặt cậu thi nhau tung đồng tiền đài mà thấy xin đi xin lại. Cậu cười chế giễu bảo: "Ta ngồi đây xin đài làm gì nữa? Chắc họ không nghe thấy nên cứ cắm đầu tiếp tục khấn xin mấy đài." Tiếp đó có một người mặc đồ đi lễ ngồi cạnh cậu, chắp tay lại cậu nói: "Cậu ở đây rồi thì con xin phước cậu ạ." Cậu mới quay sang, giơ tay hơ vào lòng bàn tay của bạn đấy, dọc lên hai cánh tay, hai bả vai, lên đầu kéo xuống gáy, dọc cột sống xuống xương cụt. Bạn ấy sung sướng bảo là qua con ốm nằm bẹp, may quá nay gặp được cậu chữa bệnh giúp con. Xong cho người đó, cậu quay hướng về ban cười, nắm tay phải vỗ vào ngực trái: "Về cậu cho ghế cậu lộc lớn nhé." Ngay sau đó, tỉnh chút, tôi liền xin cậu ra lễ bàn mẫu. Cậu cho đứng dậy nhưng chân vẫn chấm phẩy, miệng vẫn méo, một bên mắt bị kéo nhắm tịt, di chuyển tậm tạch đi ra ngoài bàn mẫu. Người hát văn thấy bóng cậu lập tức hát văn cậu. Thế là ôi thôi, cậu lại một mình một sạp nhảy theo. Một lúc thì tôi xin cậu tha cho ghế cậu hạ sơn và lại chạy trốn sang ban Trần Triều hạ lộc hóa vàng. Đường về, ghế cậu tưng tửng vui dễ sợ. Thứ hai đi làm, mọi thứ như sắp xếp, công việc trôi chảy đến bất ngờ. Sau 4 tháng trời bị cơ quan công quyền hành lên hành xuống, chiều tối còn được khách quý quan chức mời ăn tối, nhận mưa lời khen. Từ thứ tư, dỗ vọng bà nội của con trai, một đài que tít, một sấp một ngửa, lại còn đè lên nhau. Bà vui vì lần đầu mua đồ mã, đồ ăn chuẩn đài, đúng như bà dặn mấy hôm trước. Thứ năm thì nhận được một khoản thưởng nóng lớn. Đó là khoản mà chưa bao giờ mình dám nghĩ tới, vì sự vụ đã kéo dài từng ấy thời gian. Cả hai bên đều mệt mỏi, bực tức, bất bình, bất lực, có cả chút căm hận, sự thối nát. Tôi năm nay đã tròn 50 tuổi, khá an yên, đã trải qua đủ tất cả các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố, lên voi xuống chó của cuộc đời này và nghiệm ra một điều. Cuộc đời mình được như ngày hôm nay là nhờ tâm linh quyết định tới 50%. Bạn Hoài Nguyễn cũng xin chia sẻ thêm về kinh nghiệm hầu đồng của bạn ấy. Sau khi không còn theo hầu tại cửa điện của thầy ở Kiến Thụy một thời gian dài, tôi không còn thấy lơ ngơ và bị ốp bất thường. Nhưng mỗi lần đến cửa điện thiêng, ban đức ông, cửa mẫu tại chùa, đình, đền thì vẫn bị ốp cho đến khi họ ra mới đứng dậy rời được. Tôi thì rất lo lắng nên vẫn tiếp tục nhờ người thân bạn bè để ý tìm giúp thầy khắp nơi. Tôi cũng nhờ anh rể đưa mình đi gặp thầy Tùng, là trụ trì chùa Hàng nổi tiếng, ngồi để thầy quay viên đá kiểm tra. Thầy khẳng định không có ma tà nào theo hết, vì viên đá thầy đặt 3 lần ở đỉnh đầu mình chỉ đứng yên một chỗ chứ không quay tít như chị thứ hai của mình. Cho đến một lần, hai vợ chồng đứa em giới thiệu mình đến cửa điện đồng thầy Căn Cô Chín gần chân cầu rào. Cô thì chuyên xem bài Tây và đã gọi ra việc mình bị ủ đồng, rồi chuyện trong gia chung thời điểm đó rất chính xác. Sau đó mình cũng lại bị ốp vì cửa điện thật sự linh thiêng. Cô cũng cố đặt tay chữa bệnh cho mình như những người bị bệnh âm khác nhưng bất lực. Chốt lại là khi nào cô hầu thì mình có mặt để được tỏa bóng, hoặc theo cô đi lễ khắp các cung các cửa để các ngài về ngự cho nhẹ bóng nhẹ đồng. Cứ như vậy cũng được nửa năm thì mình vỡ ra là việc đi lễ mất khá nhiều thời gian nhưng không thay đổi được là mấy, và mình quyết định lặng lẽ rút, không tiếp tục theo cô đi lễ. Cho đến một lần,
Mình mơ thấy các chúa trầu về mắng, có dẫn mình đi Lạng Sơn, nói là nếu thực hiện xong là hết thời gian thử thách và sẽ cho mình gặp vị nắm bản mệnh. Mình mạnh dạn xuống cô sau rất lâu không đến, kể lại giấc mơ chân thực đó, và hai thầy trò quyết định đi sắm lễ ngay để sáng hôm sau còn đi. Vì quyết định gặp nên chỉ có hai thầy trò tự lái trên con Kia Môn Ninh hai chỗ, chở theo đồ lễ, đi theo cung đường từ Hải Phòng, quốc lộ năm cũ hướng Bắc Giang Lạng Sơn, không đi cao tốc. Thuận đường tới địa điểm nào thì dừng chân lễ tới đó. Lần lượt các cung các cửa. Điều đặc biệt của chuyến đi đó là thầy lái theo cung đường do cậu chỉ qua tay mình, mà không đi theo Google suốt chuyến đi. Trên đường về có sử dụng Google để tìm đường ngắn nhất về Hải Phòng, vì sợ cậu lại bắt đi tiếp các điểm khác. Thời gian 2 ngày 1 đêm cũng gần hết các cung các cửa. Đến đâu lễ các ngài cũng đều tỏa bóng đầy đủ. Từ quan lớn tuần tranh, quan giám sát, cậu đồi ngang, chúa Nguyệt Hồ tỏa bóng lâu nhất, một số đền cô, chầu, chúa ở Lạng Sơn. Theo Google chỉ từ Lạng Sơn chạy dọc theo đường núi Hoang Vu, rồi cứ loanh quanh khu vực suối Mỡ. Lúc đó tầm 19 giờ, hai thầy trò khá hoảng, cứ lòng vòng tìm đường thoát ra khỏi cung đường mà không được. Sau cùng thầy quyết định vào đền Trình Suối Mỡ, đặt giọt dầu ở cửa mẫu. Thầy kêu trời đã tối, giờ này cũng không thể lên núi mà lễ được, khá nguy hiểm, mà lại không biết đường lên núi. Con và đệ tử sẽ sắm lễ cẩn thận và quay lại vào một ngày gần nhất. Xin mở đường cho thầy trò con về Hải Phòng. Đúng lúc đó, mình bị ốp. Thầy phải kêu rất lâu mới đứng dậy đi được, và tiếp tục theo Google từ Suối Mỡ về Hải Phòng. Cậu ngồi cạnh vẫn chỉ tay dẫn hướng, xuyên qua đoạn đường rừng tầm 27 cây số, một bên là núi, một bên là vực. Cứ khoảng 1 km mới có một hai nhà có ánh đèn le lói. Hai thầy trò cứ thế lò dò lái, lại lần đầu tự lái qua cung đường vắng hoe, dài hun hút, không có đèn đường. Thật sự là vừa đi vừa hoang mang lo sợ, vì không gặp bất cứ người hay phương tiện nào cả. Không ai nói với ai, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào con đường hun hút đen ngòm ở trước mặt. Thầy đã lái thông ngày đêm rồi phải kêu lễ cho mình. Mình thì bị ốp suốt nên thầy không dám cho lái. Thầy cũng đã mệt vì không ăn được gì, toàn ăn tạm bánh trái lộc để tiết kiệm thời gian. Thể chất của thầy vốn rất gầy và yếu nên mình khá lo lắng. Suốt dọc con đường đó, mình cứ lẩm bẩm liên tục xin cậu thương. Tuần sau con sẽ lên cậu tạ lễ, và đã biết đến uy lực của cậu rồi, con hứa là từ giờ sẽ làm ghế cậu ngự. Thế là cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn sau 27 cây số đường. Lúc đó hai thầy trò mới thở phào, vỡ òa sung sướng. Bữa đó về đến nhà là 23 giờ, sau 2 ngày miệt mài đi tạ lễ khắp nơi. Sau đúng một tuần, mình rủ đứa em gái họ, hai chị em tự lái xe đi theo Google từ Hải Phòng đến Suối Mỡ. Dọc đường cậu tự lái rất vui vẻ, còn làm trò bỏ tay trêu con bé khiến cho nó sợ tái cả mặt. Được cái nó biết nịnh cậu nên cậu hào hứng lắm. Cũng vẫn đi qua đường núi tắt từ cao tốc Hạ Long Bắc Giang rẽ vào. Ban ngày đi còn sợ chết khiếp, không hiểu nếu xe hỏng giữa đường sẽ phải xử lý ra sao, vì rất xa mới có một căn nhà. Người đi qua đoạn đường đó rất là ít, lác đác mới gặp được người đi xe máy, nhưng hầu hết lần nào đi cũng vắng tanh. Xong rồi cậu còn chỉ dẫn lễ từ đền Trình, đền Trung, đền Thượng, rồi đền Trần trong khu vực Suối Mỡ. Sau cùng là cửa cậu nằm sau cung mẫu tại đền Trần. Đường sang đền Trần ngày đó phải đi qua đò. Lúc đó là giữa trưa, người lái đò đã nghỉ ăn trưa. Trời nắng chang chang, hai chị em không mũ nón, tay xách lễ. Cậu bảo tự kéo đò sang, cậu xin cho hết nắng. Theo đúng ý cậu, hai chị em tự kéo dây có sẵn sang đò. Trời đang nắng, thế mà xuống đến đò là có một đám mây che dọc đò. Dầm mát, hai chị em nhìn nhau, thế là nó cảm ơn cậu rối rít. Có lần khác mình đi cùng chị bạn tạ cậu cuối năm, cũng tự kéo dây sang đò, nhưng trời đang mưa to. Mình lúc đó khấn cậu xin tạnh mưa thì con mới sang được, và trời cũng tạnh hẳn, sang bên kia đò còn hửng chút nắng. Sự kiện tương tự hai người đi cùng mình hai chuyến đều chứng kiến. Quay trở lại về chuyến đi, đặc biệt là khi mình ngồi lễ cửa đền Trần, ông cũng về ngự, rất hài lòng.
Sau đó vừa đứng dậy để di chuyển vào cửa cậu thì cậu đã ốp cứng, hoàn toàn không nhớ cậu phán gì, mà mọi người tại đó xúm lại xin lọc cậu chữa bệnh. Có bà gần 60 tuổi ôm đầu kêu đau, đã đi khám bệnh mà không ra bệnh, nay có duyên gặp được cậu nhờ cậu chữa. Cậu tay khéo, chân cả nhắc, mồm méo lệch. Cậu quay sang nháy mắt cười với bà xong, rồi bà giơ hai bàn tay. Cậu đưa bàn tay cậu cách tay bà tầm 10 cm, sau đó cậu đưa dần tay dọc cánh tay lên hai bả vai, lên đỉnh đầu, kéo dọc sống lưng, đẩy xuống xương cụt. Tay cậu đưa đến đâu hơi nóng phả ra đến đó. Bà ấy rú lên bảo vừa đau lắm, giờ đã hết rồi, nhẹ hết cả đầu, cả hai vai. Tất cả những người ở đó đều rất hiếu kỳ xúm lại chìa tay nhờ cậu. Cậu có mắng đôi vợ chồng trẻ có con đang ốm là không biết lễ bái gia tiên nên thằng bé bị của trách, dặn là về lễ bái tại gia như thế nào, lấy nước lọc cửa cậu dặn cho nó uống. Hình như cũng bị trục âm ở người vợ. Đến người thứ ba thì cậu bảo thôi vì sợ ghế cậu nó xấu hổ, nó không lên cậu nữa. Và cậu quay sang căn dặn đứa em về bảo mình làm những gì. Và rồi cậu ra. Lúc đấy thì mình tỉnh táo hẳn vì đã bị ốp lơ ngơ suốt dọc đường gần 100 cây số. Dọc đường về, hai chị em tưng tửng, cũng vẫn mình lái gần 100 km về, chỉ dừng lại ăn tạm bát phở ở Kinh Môn rồi rẽ về quê ngoại chơi, tỉnh táo và không mệt chút nào. Kể từ đó, cứ đầu năm hoặc đúng tiệc suối mơ vào mùng 4 tháng 4 âm lịch và cuối năm thì mình đều đặn lên cậu lễ. Đặc biệt đến cửa điện hay đình đền, chùa mình vẫn bị ốp nhưng chỉ tràng bóng vài giây rồi mình xin trong đầu là vị đó tự rời ra chứ không bị ốp lâu như trước. Cũng từ đó có bất kể việc gì mình cũng chỉ cần lên hương tại gia. Nhà mình thì không có lập điện, chỉ thờ cúng Phật, quan, gia tiên. Thỉnh là cậu về gật hoặc lắc đầu theo câu mình hỏi. Cuộc đời mình như được sắp xếp từng bước một. Những gì cần có đã có, đúng nghĩa là có uy, cả phần âm lẫn phần trần. Tất cả là nhờ đến chân mệnh của mình. Với mình là cậu lịch suối mỡ Bắc Giang. Câu chuyện này đến đây cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ MC. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân chứng sống.